Đó, trời, cái gỗ quá mập rồi cả nhà ơi. Cho em mập vài chục giây để quảng cáo nhé cả nhà. Mập em có bán đồ ăn vặt, các món đặc sản như khô, mắm, lạp xưởng, dưa mắm, chả các loại và nhiều món hấp dẫn khác nữa, bảo đảm ngon xuất sắc và nhức cái nách nè. Cả nhà kết bạn số Zalo của Mập ở bên trái màn hình số 0879299932 để xem nhiều món và đặt hàng ủng hộ Mập nhé. Mập sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu. Mập cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mãi yêu. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food Ngọt nha. Hôm nay Mập ăn ốc bu cả nhà, ốc bu nướng tiêu xanh với lại ốc bu luộc sả nha. Mập mời cả nhà thưởng thức với Mập. Đây Mập uống miếng nướng một cái. Ốc bu này nè cả nhà. Nói chung cái xay ốc bu này ở trên Sài Gòn mua được ốc bu này cũng rất là may mắn á. Cái xay ốc này là xay lớn á cả nhà. Đó, mua năm có 55 nghìn một ký à. Con ốc này là con ốc lát nha. Cả nhà nhìn cái đít đó nè. Đó, thay vì là mập, ơi nó đổ nước ra. Thay vì là mập sẽ chặt cái đít nó ra giống như vậy nè, để mình ăn luôn cái ruột. Nhưng mà cái đít nó bằng quá, chặt ra nó bị sợ bị miễn nó dính vô cái ruột cả nhà, nên lễ ra được cái ruột á thì mình ăn cái ruột, còn không được thì mình ăn cái thịt nó, cái mài nó thôi nha cả nhà. Đó, Mập mời cả nhà với Mập. Còn đây là có nước chấm nè. Đó, còn cái ghi mà lấy cái chiếc đũa mà người ta bán bán bún á đó, Mập đây đó, mập lắm cả nhà ơi. Đó, mình cố gắng nhẹ 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 cho nó ra cái ruột. Mập đã ngâm ớt rồi, ngâm với ớt á nó cũng sạch rồi. Này là nước mắm gừng, Mập đã ngâm với ớt nó cả ngày luôn á cả nhà, nên nó nhả ra hết cái chất dơ với sình rồi này kia nè. Như này là không có ra được cái ruột nè. Đó, nước chấm ngon cả nhà. Còn bên đây là nướng tiêu xanh nè, ở đây là hơn 3 kg cả nhà, mua 4 kg nhưng mà hồi nãy đập 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 cái nó ấy, cái nó bị xấu quá ăn bớt rồi. Mình đập cái đít nó sẽ ra hết cái ruột. Giòn lắm mà ngọt mập nữa cả nhà. Nè, tiêu xanh nè. Đó, trời, cái ruột nó mập nè cả nhà ơi. Mập là dân miền Tây mà, mập ăn luôn ruột vậy. Ngâm nó hết dơ rồi nên ăn nó tự tin hơn. Tôi sặc tiêu đó nha. Rất là ngon quá. Hơi cay tiêu quá cả nhà, trời ơi.
Nó không có ra được cái ruột. Đứt nó bằng trang à, ốc này ốc lát đó cả nhà. Nước xanh nó ngọt ngọt mặn mặn, xong cái vị tiêu đó, nó cay cay đã lắm. Rồi con này có chặt đít nè, đó, ra ruột luôn. Ốc mập lắm. Nước mắm nó kẹo. Ốc luộc nó thơm được xả. Mập luộc với xả nè. Cái này thấy không? Đó. Cay quá. Thơm quá nhà, ngon. Cay. Cái này không? Vậy dưới quê á, mập có giường á, vô giường bắt. Nó nằm ở dưới lục bình đó cả nhà, tự nhiên luôn á. Còn cái này bây giờ nuôi cũng có luôn. Ở dưới miền Tây giờ nuôi nhiều lắm, kinh tế cao á, người ta nuôi đó cả nhà. Nó giòn. Nó đập ra nó sẽ dính cái mề giống vậy nè. Ở cái mài cơ. Cái vỏ của nó. Mình ăn cẩn thận. Cái nước luộc á ngon lắm. Luộc không có để nước. Trời, con ốc nó ra nữa nha.
Mập nè. Cái này mà ra cái lít nó một cái không ra được rồi cả nhà. Nước. Nó giòn nghe sừng sực luôn á. Nhiều con mình không có đập cái đít nó, nó cũng ra nữa. Cái nhà thấy nó kéo sợi á, một phần á là do nước mắm á nó kẹo, một phần là do nhớt con ốc nè cái nhà. Nó tiêu nó rớt ra hết rồi. Cái tiêu quá nó cay bạo hơn cái ớt nữa cả nhà nè. Cả nhà ơi. Con nào con nấy úng nu.
để xào nó chấm với nhiều nhảm. Cái con này nè cả nhà. Nặng chịch luôn. Chắc gần một lạng luôn á, con ốc này nè. Rồi tiếc ghê không ra được. Không ra được cái đít. Cái ruột của nó cả nhà. Còn nặng lắm luôn á. Thịt nó giòn. Thôi quá phê rồi. Ấy thì giòn á. Kiếm con ốc này nè không có hiếm, mà con ốc bự như vậy nè lâu lâu mới gặp một lần đó cả nhà. Cái vỏ nó cái này là cái gan của nó cả nhà. Ôi trai mà đã. Bạp nướng bằng than đó nha. Nó lâu lắm. Cái này nè. Quên nó chỉ cái chén nước chấm. Sợ nó không chín á, tại nó bự quá.
cay nè, tiêu xanh nó cay mỡ thơm. Má ơi nó bự. Quá. Yeah. À, đừng khúc. Xuất sắc. Nó còn mới vừa ăn ngon. Nãy nước nó sốt nhiều quá. Gần cuối cả nhà. Nè. Nè, nó dính đây nè, nước sốt. Hỏi gần chấm cũng vừa ăn. Còn con cuối cùng. Con luộc. Ốc bữa nay no luôn á. Lần đầu tiên ăn ốc mà no luôn á nha. 3 kg mấy gần 4 kg. Năm năm ngàn ký mà mua 220 á. 4 kg. Quá xá đã luôn. Ôi. Trời. Trời nó cay á, mà cay xè luôn á nha. Cay kiểu cay tiêu á. Trời nó hơn ớt nữa. Đó ở nhà thì hôm nay Mập ăn ốc bu. Đó, ốc bu luộc nè, luộc xả nè với lại nướng tiêu xanh nha. Thì Mập mong cả nhà ủng hộ cái món ăn hôm nay của Mập. Nói chung món này cũng hơi bị hiếm á nha cả nhà. Ở dưới quê thì nói chung thì không có nói tới. Còn ở Sài Gòn thì nó hơi bị hiếm á. Thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái sự tìm tòi của Mập nha. Còn nếu mà ai có góp ý gì về món ăn hôm nay nè, rồi góp ý gì về kênh của Mập á, thì bình luận phía bên dưới nha. Để Mập rút kinh nghiệm vào những lần sau với cả nhà. Còn nếu mà thấy Mập ăn ngon nè, hấp dẫn nè, trình bày đẹp mắt hay gì đó, thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai đang xem clip này mà chưa đăng ký kênh ấy, thì đăng ký kênh ủng hộ Mập với cả nhà. Nhớ nhấn cái chuông cái bên chữ đăng ký nữa nha. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi. Mập kết thúc clip tại đây. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.